Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1. Bài tập hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài 16, luyện tập chung, trang 21. Bài số 1, đặc tính, rồi tính. Chúng ta đặt luôn rồi, chúng ta lát nữa tính. Cái này chúng ta nhớ nha. Chúng ta đặt là đặt liền bên tay phải nha. Chúng ta cái đừng có đặt qua bên này nhé, đặt qua này là sai, tại vì cái này nó có chỉ hàng chục và hàng đơn vị. Cho nên chúng ta sẽ đặt tương ứng với hàng chục và hàng đơn vị bên này. Chứ chúng ta mà đẩy qua bên này nó ra hàng trăm là không phải. Tại vì con 41 này đâu có cái hàng trăm đâu. Mà chúng ta đặt qua hàng trăm là chúng ta kết quả chúng ta sẽ sai á. Sáu cộng 7 là 13. Viết 3 ra như 1. 2 ta cộng cho 3 là 5. 5 với 1 nhớ là 6. 4 cộng 1 là bằng 5. 1 ta cộng cho 0 là bằng 1. 6 cộng 5 là 11. Viết 1 ta nhớ 1. 2 cộng 3 là 5. 5 với 1 nhớ là 6. 8 cộng 1 là bằng 9. 6 cộng 4 là 10. Viết 0 ta nhớ 1. 3 cộng 1 là bằng 4. 5, 3, 3, 2, 0, 4, 6, 17, 4, 7, 1, 5, 9, 0, 7, 6. Ba ta trừ 4 không được, tại vì số 3 nó nhỏ hơn số 4. Ta phải lên 13. 13 ta trừ cho 4 được 9. 9 trả 1. Mượn là phải trả. 3 ta trừ 1 cộng 2. 5 ta trừ 2 cộng 3. 7 lớn hơn 1, trừ vô tư không cần mượn. 7 trừ 1 cộng 6. Không mượn cho nên không trả, không đùi gì hết. 1 ta trừ 7 không được. Ta lấy 11. Hay nói cách khác là ta mượn 10 á, 10 cộng 1 là 11 á, 11 ta trừ 7 được 4. 4 mượn phải trả, trả 1. 4 cộng 1 là 5, 6 ta trừ cho 5 cộng 1. Không nhỏ hơn 6 ta trừ không được, ta lấy 10, 10 ta trừ 6 được 4, 4 trả 1. 7 cộng 1 là 8, 9 ta trừ 8 cộng 1. 5 hạ 5. Câu C. 76 58 326 286 748 63. Sáu cộng tám là 14. Viết 4 ta nhớ 1. 7 cộng 5 là 12. 12 ta cộng 1 nhớ là 13. 6 ta trừ 6 hết. 2 ta trừ 8 không được. Ta lấy 12. 12 ta trừ 8 được 4. 4 trả 1. 2 cộng 1 là 3. 3 trừ 3 hết. 8 là trừ 3 được 5. 4 là trừ 6 không được. Ta lấy 14. 14 là trừ cho 6 được 8. 8 là trả 1. 7 là trừ 1 còn 6.
Bài số 2 tìm x. Đây là dấu nhân. Dấu nhân thì chúng ta liên tưởng ngay đến là cái tích. Nè, cái tích. Như vậy cái nào là cái tích? Đây là cái tích. Nè, đây là cái thừa số. Và đây là cái thừa số. Hai cái thừa số. Một cái thừa số đã biết và một cái thừa số chưa biết. Cái thừa số chưa biết nó là con x. Muốn tìm thừa số chưa biết. Nè, đây. Ta lấy tích là 40. Ta chia cho thừa số đã biết là 5. X 40 ta chia cho 5 là được 8. Đây là dấu chia. Dấu chia ta nghĩ ngay đến là thương. Thương thì liên quan đến số bị chia và số chia. Được. X là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương là 5, ta nhân với số chia là 4. X bằng 20. Ta nhẩm lại xem 20 x bằng 20, 20 ta chia 4 được 5, hợp lý. Bên này cũng vậy, chúng ta nhẩm lại thử xem. Chúng ta gọi là kiểm tra lại đó. Tính xong chúng ta kiểm tra lại. Như vậy chỗ này là số 8 đâu, 8 x 5 là 40, hợp lý. Câu C, dấu trừ. Dấu trừ thì ta nghĩ ngay đến là gì? Số bị trừ, số trừ và hiệu. Được không? Mỗi cái dấu chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến cái phép tính. Vậy đây là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu, ta cộng với số trừ. Như vậy chúng ta nhẩm lại thử xem, kiểm tra lại. Ta lấy 10, ta trừ cho 4, còn 6. Quá đúng. Bài số 3. Tính. Trong cái phép tính này thì chúng ta phải làm cái nhân chia trước, cộng trừ sau. Nếu phép tính này chúng ta không có trong dấu ngoặc thì không, thì chúng ta cứ ưu tiên là nhân chia trước cộng trừ sau. Được. Như vậy ngay chỗ này là chúng ta sẽ làm cái phép nhân trước là 5 x 4 là bằng 20. Ta cộng cho 1177 này chúng ta ghi lại nha. Cái này cộng này này. Chúng ta ghi lại. Hai cái này cộng lại thì bằng 0. 0 cộng 7 là 7. 337. Câu B, cái này cũng vậy. Chúng ta phải ưu tiên chúng làm phép chia trước rồi chúng ta sẽ trừ. 200 ta chia 2 là bằng 100. Ta trừ 75 này chúng ta ghi lại. Ghi lại nha, trừ 75 này chúng ta ghi lại. 100 ta trừ 75 là còn là 25. Qua trang tiếp theo. Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 75 mét đường, ngày thứ hai sửa được là 100 mét đường. Hỏi ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất là bao nhiêu mét đường? Và đơn giản thì chúng ta ngày thứ nhất là 75, ngày thứ hai là 100. Người ta hỏi là cái ngày thứ hai này là nhiều hơn ngày thứ nhất là bao nhiêu mét đường, thì chúng ta lấy 100 để chúng ta trừ 75. Được. Khá đơn giản. Rồi, giải. Dựa theo cái này, số mét đường ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất là nè, số mét đường ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất là nè, hơi bị dài nhưng mà kệ, hai vừa đủ ý nghĩa. Số mét đường rồi thiếu cho này xuống dưới hàng luôn. Rồi chúng ta lấy 100, chúng ta trừ cho 75 bằng 25 mét. Đáp số
Bài số 5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Chúng ta sẽ lấy cái đỉnh ở đây ha, tương ứng cái đỉnh này. Cái đỉnh này nó lài xuống đây là bao nhiêu ô đây? Từ 1 2 3 1 2 3. Ha. Đây chúng ta sẽ chọn cái đỉnh ở đây. Cái này nó lài xuống là 2 ô, đúng không? Lài xuống 2 ô. Nhà chúng ta này nó lài 2 ô. Từ đây cái này, cái nấu này nó sẽ lài xuống 2 ô, được không? Ngay chỗ này là cái đỉnh của cái nấu thứ hai. Nó lại xuống đây là bao nhiêu đây? 3 ô. 1 2 3 nha. Nó lại xuống đây là 3 ô. Nó lại đây là 3 ô. Được. Rồi nó vô đây là gì? 1 2 1 2 2. Rồi xuống đây. Xuống đây nha. Rồi cái này thì chúng ta sẽ vẽ thôi, đơn giản thôi, không có gì khó hết. Lên. Đây, lên. Nào. À, cái này chấm dư rồi, này chấm dư rồi, này chấm đây chứ, nó chấm dư rồi. Rồi. Chúng ta tô màu. Rồi, đại khái vậy ha. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.